Tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Việt Nam Human Rights Day, May 11 Organization. Thư mời, tham dự lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Việt Nam Human Rights Day 2020. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, quý đoàn thể cùng quý đồng hương, nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103 258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Đạo luật này không những nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những nhân quyền căn bản của người dân trong nước. Vì hoàn cảnh đại dịch virus Vũ Hán, lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức trực tiếp trên mạng xã hội Facebook Việt Nam Human Rights Day và YouTube Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 2020. Thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020, vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 10 giờ sáng giờ Houston, 8 giờ sáng giờ Little Sài Gòn và 10 giờ tối giờ Sài Gòn. Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên YouTube, Facebook hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Trân trọng kính mời. Destiny Nguyễn, trưởng ban tổ chức.